Theo các bạn là Exchange Shutdown Index này nó là cái gì? Exchange nó là sàn đúng không? Còn Shutdown là gì? Shutdown là các bạn thường thấy trên máy tính đúng không? Là tắt máy tính hay là tắt máy Exchange Shutdown là gì? Tắt máy đi ngủ Hay là thôi coi tới đây là tắt máy đi ngủ các bạn Exchange Shutdown down máy tính Ok thì cái Exchange Shutdown Index này là một cái chỉ số cho thấy là những cái sàn giao dịch là nó có những cái thời điểm nào mà nó bị cúp điện không Thời điểm nào mà nó Shutdown nó không cho các bạn rút tiền không Thì nó sẽ thống kê cho các bạn những trường hợp đó đây các bạn có thể đọc phần mô tả ở đây. Nếu như không có bất kỳ cái outflow nào không bất không có bất kỳ lệnh rút tiền nào từ cái sàn giao dịch thì nó sẽ để giá trị là một. Còn nếu như không thì nó sẽ là không. Có nghĩa là nếu như có tín hiệu shut down từ sàn giao dịch nào đó mà nó không cho các bạn rút tiền trong cả một ngày luôn á là nó sẽ có cái chấm màu xanh ở trên đồ thị. Do ở đây là đang để là on the trend đó các bạn, cho nên nó không hiển thị được. Ở đây chúng ta có thể là chọn qua từng sàn giao dịch thì các bạn thấy nó sẽ dễ hơn à, uh, Binance, Binance là không có nè Bitfinex Bitfinex là không có Do ở đây chúng ta đang xem theo ngày các bạn Cho nên là chúng ta sẽ không thấy được Nếu như mà cái sàn đó là nó, nó, chỉ shut down trong vài giờ Hoặc là trong một vài block của Bitcoin thôi ở Chúng ta đang xem theo ngày Cho nên chỉ có những sàn nào mà nó shut down lên tới 24 tiếng Thì chúng ta mới thấy thôi Thì đây để là mình kiểm tra tiếp là Bitflyer Không có rồi bit đây các bạn bit nó có này khi nó có nó sẽ dựng nguyên cái cột màu xanh này các bạn có thể uh, zoom lên để xem thì là bit là nó từng reset down đây các bạn nó từng reset down vào ngày 13 tháng 11 một hai hai mốt mười ba mười bốn hai ngày là hai ngày này là coi như là không có bất cứ một lệnh nào được rút tiền ra khỏi khỏi sàn cho nên là nó mới dựng hai cột màu xanh này đó là lịch sử của cái sàn bit này là nó từng reset down hai ngày như vậy đó thì từ những cái dữ liệu này các bạn có thể xem để các bạn biết những cái sàn nào nó có từng sét đau chưa hay nó có từng gặp phải những cái vấn đề mà liên quan tới không cho uh, người dùng rút tiền chưa để chúng ta khi chúng ta tham gia chúng ta biết được những dữ kiện này nó sẽ uh, giúp cho chúng ta đỡ bị cái rủi ro là chúng ta nạp tiền vào sàn rồi sàn nó scam của mình hay sao đó đây các bạn với sàn cobit thì cái sàn này các bạn nhìn vào với cái tỷ lệ mà nó sét đau như vậy thì rõ ràng là cái sàn này chúng ta không nên chơi đúng không tại vì nó xếp đau mà nó theo chu kỳ như thế này luôn thì các bạn nạp tiền vào thì cái cửa mà để các bạn rút ra được thì nó rất là khó hầu như là không thể luôn nó sách đau mà liên tục như thế này thì cái việc nạp tiền vào mà lấy ra là sẽ rất chua các bạn hầu như là không có thể nào lấy ra được thì dữ liệu on chain nó hay ở chỗ đó là nó ghi lại tất cả những lịch sử chỉ cần cái sàn này á nó không cho các bạn rút tiền để các bạn kiểm tra các bạn biết ngay cái sàn nó không qua mặt các bạn được giống như là các bạn muốn rút tiền ở đi mà sàn nó nói với các bạn là ừ hiện tại là những người khác vẫn rút tiền được bình thường chỉ có bạn là tài khoản của bạn bị sự cố nên bạn mới rút không được thôi cho nên bạn bình tĩnh bạn đợi thêm khoảng vài tháng nữa đi. thiểu đó mình có dữ liệu để mà mình nói chuyện này. Tại vì dữ liệu đây là cho thấy là không hề có một giao dịch outflow nào, không hề có một giao dịch nào nó ra ngoài người ta có thể rút tiền được từ cái sàn đó, là nó sẽ hiển thị cái tín hiệu ở trên là cái chỉ số exchange down này cho chúng ta biết. Cho nên đây là cái mình rất là thích của blockchain là mọi thứ đều minh bạch. Tại vì trước giờ trong hệ thống tài chính, tại vì đa số là nó đều là những hệ thống tập trung cho nên là chúng ta không thể nào mà chúng ta check được giống như chúng ta có những giao dịch mà nó bị lỗi trong ngân hàng đi chúng ta đâu có ngồi check được đâu chúng ta lúc nào cũng phải chờ đợi ngân hàng nó check cho mình hay là nó có làm cái gì đó sai nó khóa hệ thống hay là hệ thống nó bị upsort up sọt hay là nó bị shut down đó khoảng 1 một hai ngày đó đi nhưng mà họ chỉ báo chúng ta là ừ nó bị sự cố trong khoảng một hai tiếng thôi nhưng mà đâu ai biết được thật sự nó diễn ra trong bao lâu còn trong blockchain là những cái sàn nào nó không thể xạo về vấn đề đó được tại vì nó ngăn cái việc rút tiền trong khoảng bao lâu đó, là chúng ta check trên đây chúng ta thấy được hết nên đó là cái rất là minh bạch của blockchain và dữ liệu on chain là thứ rất là tuyệt vời để chúng ta có thể xem và chúng ta cân nhắc rồi Exchange chain shutdown nó là như vậy còn ở đây các bạn có thể xem thêm lại dưới đây nó có cái thằng mt gos này nữa nè để mình cho các bạn xem cái này luôn để các bạn hiểu tại sao là ở đây các bạn thấy nó màu xanh liên tục như vậy luôn màu xanh liên tục như thế này là tại sao các bạn Tại sao cái thằng MT -Gos này nó lại có cái màu xanh này nó chạy liên tục luôn Không nghĩ ngày nào vậy, shut down luôn Thì chứng tỏ cái sàn này đóng cửa đó các bạn Thì thằng MT -Gos này nó hiện tại nó đã tuyên bố đóng cửa và nó phá sản rồi Cái sàn này là cái sàn đầu tiên luôn, cái sàn đầu tiên về giao dịch Bitcoin Nhưng mà nó đã bị những cái sự cố về lỗi bảo mật Về là làm mất tài sản của người dùng á cho nên nó đã tuyên bố đóng cửa vào Hình như là 24, 25 gì đấy Đó cho nên là hiện tại các bạn xem dữ liệu thì tất nhiên nó sẽ để là shut down Shut down toàn phần luôn rồi cho nên là nếu như mà các bạn muốn xem là dữ liệu quá khứ trước đó nó của nó cái sàn Mt này nữa thì là chúng ta phải dùng cái tài khoản là Ipen. Đó, ở đây là sang cũng đang dùng cái tài khoản basic. Cho nên là chúng ta chỉ xem được trong 3 năm thôi. Ta xem trong dữ liệu 3 năm thôi. Mà cái sàn này nó đóng cửa 24, 25 rồi. Thì tất nhiên là hiện tại là nó shut đau liên tục rồi đó là về exchange shutdown rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua tới chỉ số exchange inflow cdd cái chỉ số exchange inflow cdd này là một cái chỉ số là rất là quan trọng trong việc khi chúng ta phân tích dữ liệu on chain cho nên là các bạn tập trung kỹ cho mình cái phần này nhất là những người mới chưa có quen về dữ liệu on chain thì các bạn phải tập trung thật là kỹ thì các bạn mới có thể hiểu phần này và ở chỗ dữ liệu này sang cũng sẽ cố gắng giải thích cho các bạn một cách dễ hiểu nhất để các bạn có thể hình dung được cái cdd này nó là cái gì thì đây là sang sẽ vào cái phần chi tiết của exchange inflow cdd này để cho các bạn dễ hình dung thì cdd được định nghĩa đây là coi đây destroy có nghĩa là cái gì các bạn coi đây destroy dịch ra là ngày coi bị phá hủy đúng không là những ngày coi bị phá hủy thì cái CDD này á, nó chính là tuổi thọ của đồng coi trước khi bị phá hủy Nghĩa là cái đồng coi đó nó sống được trong bao lâu trước khi nó bị destroy, trước khi nó bị phá hủy Ví dụ sang có một BTC đi và sang ho nó được 10 ngày, sau đó sang bán nó đi Thì cái thời điểm mà sang bán nó đi chính là thời điểm mà nó bị destroy, bị phá hủy Là sang phá hủy đi cái thời gian ho nó Là tuổi thọ của đồng coi đó của sang khi sang ho là chỉ được 10 ngày thôi Đó thì cái CDD nó có ý nghĩa là như vậy Và cái exchange inflow CDD này nè nó sẽ là cái hàm tổng của lifespan nhân cho value lifespan là tuổi thọ đó các bạn value ở đây là cái số lượng coi có nghĩa là ví dụ sang có là 100 bitcoin đi và sang ho nó được 10 ngày thì có nghĩa là là chúng ta sẽ lấy 100 chúng ta nhân cho 10 thì nó sẽ ra là 1.000 và chúng ta cộng tổng của nhiều cái holder và cái số lượng mà tuổi thọ của những đồng coin nó khác nhau như vậy chúng ta sẽ ra cái lượng là exchange inflow cdd này nhưng mà các bạn nhớ là exchange inflow cdd này là nó là các cái lệnh spend output đến sàn giao dịch nha nó không có nó không có tính những cái span output ra những ví lẻ à, hay là những ví lạnh khác nó liên quan tới là span output to exchange để chúng ta quan sát được là khi mà sang giống như là khi mà sang Detroit phá hủy cái thời gian mà sang hon vậy thì sang làm cái gì thì ở đây nó tổng hợp những cái lệnh trải về sàn giao dịch đó thì khả năng khi mà người ta Detroit như vậy và người ta diễn về sàn giao dịch là khả năng người ta bán 80% là người ta bán đó chứ không phải là người ta làm cho những vấn đề khác đó cho nên cái exchange inflow CDD này nó rất là quan trọng để cho thấy được là những nhà đầu tư lâu năm á, là họ có bán đi số lượng lớn coi của mình không bởi vì sao bởi vì khi mà cái số liệu này cái chỉ số này mà nó lớn là cho thấy là những nhà đầu tư á, mà đã hold ví dụ bitcoin hai ba năm hay là bốn năm gì đó và họ đã mất dần kiên nhẫn và họ muốn bán nó đi họ đem nó lên sàn để mà bán thì chúng ta sẽ thấy được là cái sức bán của những cái strong holder đó họ đã bán đi coi của mình đã hold từ lâu chưa hay là những cái nhà đầu tư chỉ số này mà thấp á, thì cho thấy là những nhà đầu tư đa phần là đi vào xu hướng hon và họ muốn hon lâu dài dẫn tới là nó sẽ không có xuất hiện cái cái đi được nó không có xuất hiện cái cdd mà nó ngắn ngày giống như ở đây các bạn có thể thấy này thời điểm rõ ràng các bạn thấy từ thời điểm này nè là cái lượng mà exchange inflow cd nó rất là thấp là có nghĩa là người ta đang dần hon nhưng mà tại sao tới đây là nó dựng một cái cột ngay tại, tại cái thời điểm mà bitcoin nó lại tại sao nó không dựng cột ngay chỗ bitcoin đang 60 k mà lại dựng cột ở đây bởi vì khả năng cao là những holder này người ta vẫn ho người ta chờ giá cao hơn để người ta bán nhưng đến khi nhưng đến khi các bạn nhìn nè nhưng đến khi mà nó từ 60 ngàn mà nó rớt còn có là ba mươi mấy ngàn á thì lúc này là người ta hết kiên nhẫn rồi người ta sợ rồi, biết con nó vào đau chen mà người ta đã ho khả năng là người ta đã ho từ lâu trước đó rồi tới đây mà nó rớt nhiều quá cho nên người ta bắt đầu người ta nóng vội người ta mất hết kiên nhẫn người ta gửi lên đây để người ta bán lại bán lại cái số bitcoin đi nhưng mà sau đó giá lại tăng lên các bạn thì khả năng là cá mập nó sẽ vào gom lại và đẩy lên tiếp đó cho nên chúng ta có thể thấy được nhìn vào đây chúng ta thấy được cái tỷ lệ những cái cdd mà nó output nó spend ra bên ngoài và đem lên sàn là bao nhiêu để chúng ta xem là những strong holder nó đã hold cái bitcoin được lâu quá là họ có còn đủ kiên nhẫn để họ hold tiếp không hay họ đem lên sàn họ bán hết rồi thì chỉ số này giúp cho chúng ta quan sát như vậy đó nhưng mà từ ở đây tất nhiên các bạn sẽ không có nhìn rõ được là nó từng giải tuổi là bao nhiêu cho nên là xuống bên dưới là chúng ta sẽ tiếp tục đây các bạn xuống cái chỉ số bên dưới là exchange inflow spend output a band này là chúng ta có thể quan sát được cái giải của nó các bạn chúng ta quan sát được là những nhà đầu tư mà hon hai ba năm hay là hon mới vài ngày bán thì nó nằm ở trong cái vùng nào nhiều ở đây cái chỉ số này nó sẽ cho chúng ta thấy về exchange inflow của việc là một cái dãy tuổi các bạn a -band là cái dãy tuổi đó. ví dụ như hồi nãy là đây để mình bật lại bật lại cái chạc cũ cho các bạn dễ so sánh ví dụ là ví dụ là các bạn mới xem mới xem cái cây ở đây nè đúng không cái cây ở đây là các bạn thấy nó ghim lên dài như vậy nhưng mà các bạn muốn xem cái dãy tuổi thì các bạn bấm qua cái chỉ số này để các bạn xem cái dãy tuổi ở cái khu vực đây cái khu vực mà đâm xuống ba mấy ngày này các bạn bạn dâm khu vực này lên để các bạn xem đây cái cây này đây thì trong đây nó sẽ gồm rất là nhiều cái dãy tuổi. Gồm là rất là nhiều dãy tuổi để cho các bạn quan sát. Đây. ở mình zoom lên một chút cho các bạn xem cho nó dễ. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có dãy tuổi là 0 cho tới 1 ngày, 1 cho tới 1 tuần, 1 tuần cho tới 1 tháng, đó sau đó nó dừng tới là 12 tới 18 tháng, 18 tháng 2 năm và 5 năm, 7 năm, sau đó là trên 10 năm. Thì các bạn thấy cái cây cái cây trước đó bên Exchange Inflow CDD á, là chúng ta chỉ thấy được là cái lượng mà người ta uh, đem lên sàn người ta phá hủy cái những cái ngày mà người ta đã hon coi đó đi chứ chúng ta không thấy được vậy tuổi còn chỉ số Exchange Inflow Span Output này chúng ta sẽ thấy được từng từng cái tầng nhưng như cái cột ở đây người ta đem ra các bạn thấy là cái số lượng mà hon ở 5 năm 7 năm á, là nó khoảng một bit rồi 3 tới 5 năm là nó tới là 49.000 bit. Và 2 năm tới 3 năm là 143.000 bit. Đó, các bạn có thấy tương tự những cái số điều khác. Đó nhưng mà cái số lượng mà người ta bán ở cái tầng mà đã hold được 3 tới 5 năm là nó tới 49.000 Bitcoin. Và để nhìn nhanh nữa các bạn có thể nhìn màu sắc. Thì nhìn tổng thể trong cái đồ thị này á, nó có cái màu sắc là mình thấy một cái uh, rất là hay khi mà visualization như vậy á mà nó đưa ra cái màu sắc này nữa thì mình thấy nhìn khá là thích bởi vì khi các bạn nhìn đó các bạn nhìn đây nè, là cái màu lạnh, cái gam màu lạnh đó là cái màu lợt ở phía trên là nó về những cái holder mà nó ngắn ngày, những cái người giữ bitcoin chỉ ngắn ngày thôi họ bán thì chúng ta không quan tâm những người đó nhiều, chúng ta quan tâm những cái holder, đây các bạn thấy những cái màu, những cái màu đậm hơn ở dưới là màu nóng nè, đây, ở các bạn thấy những cái màu đậm đậm ở dưới nè, là nó màu vàng màu đỏ phía dưới nhiều là cái khu vực ở dưới đây, cái số lượng những cái holder mà nắm giữ Bitcoin lâu rồi á, nó nằm ở cái màu nóng ở bên dưới, cái màu càng đậm ở bên dưới. Ở đây chúng ta dễ dàng quan sát. Bây giờ khi mà các bạn zoom cái đồ thị nó nhiều lên mà các bạn nhìn nè, đây mình nhìn kỹ thì cái khu vực mà cái màu nó đậm á nó nằm ở chỗ này nè. Để chúng ta có thể zoom zoom lên chúng ta xem đó. Các bạn thấy nè, nguyên cái cột màu đỏ ở đây luôn. Là các bạn thấy là cái số lượng mà Bitcoin được xả trong thời điểm này nó rơi vào vùng là 3 năm tới 5 năm nó tới 159 ngàn Bitcoin và 2 năm tới 3 năm là mười mấy ngàn để chúng ta dễ dàng xem được là những cái holder mà người ta đã hold từ lâu rồi đó hold từ 3 đến 5 năm là cũng là một khoảng thời gian mà nó khá lâu đó mà họ đã quyết định bán ở thời điểm này chứng tỏ là họ đã mất đi cái sự kiên nhẫn nhiều rồi là cái thời điểm mà họ bán đây đi rất là nhiều đây các bạn thời điểm 29 họ bán đi rất nhiều đó. phải chi những người này họ chịu khó hold thêm khoảng là 29 cho tới thời điểm mà lên tới 60k là nó khoảng thêm 2 năm nữa thôi là họ có được cái lợi nhuận là gấp rất là nhiều lần nhưng mà ở thời điểm này là họ đã mất hết kiên nhẫn và họ bán đi cái phần nhiều Bitcoin của mình rồi thì các bạn để ý cái chạc này thì các bạn sẽ thấy là đây là một cái số liệu mình thấy rất là thú vị rất là hay để mà chúng ta có thể dự đoán được tình hình chúng ta nắm được những cái nhà đầu tư khác họ đang suy nghĩ gì rồi tiếp theo nữa Exchange Inflow Spend thì ở đây á, chỉ số này nói về phần trăm thôi giống như các bạn ở trên mà các bạn xem cái dãy tuổi á chúng ta sẽ bị một cái ta sẽ bị một cái khó khó hình dung là ở những cái tầng tuổi ví dụ là người ta hôn được 2 năm 3 năm hay là 3 năm 5 năm á là cái số lượng nó đang xả nó chiếm bao nhiêu phần trăm giống như cái cột nãy mình coi đi mình mình xem lấy cột nãy mình sẽ xem được là đây các bạn ví dụ là cái cột cao này đi thì các bạn sẽ thấy được là cái số lượng mà xả nằm ở những người mà đã hôn được 3 năm tới 5 năm á, nó lên tới 58%. Thời điểm là 2019 này nó xả cái lượng mà người mà hold 3 năm tới 5 năm mới tới là 58%. Nhưng mà thật ra mình thấy cũng hợp lý các bạn. Tại vì 3 năm tới 5 năm là những người này đã hold Bitcoin mình nghĩ ở giá là khoảng là vài trăm đô rồi. Mà cái thời điểm này Bitcoin nó sau khi nó qua cái đợt giảm từ 20.000 xuống ở cái vùng này nó chỉ còn 10.000 đô thôi, khả năng là họ đã bị mất kiên nhẫn rồi và họ thấy cái giá 10.000 đô này đối với họ là khá good rồi khá là hấp dẫn cho nên là họ mới quyết định là xả như vậy đây mình cũng có thể coi lại cho các bạn cái cột mà lúc mà uh, trước đó mình xem á, ở trên kia cái exchange inflow cdd á thì đây chúng ta thấy rõ được cái tỷ lệ phần trăm nè đây các bạn lúc mà bitcoin lên tới 31 mươi thì cái số phần trăm của những cái holder ở 3 tới năm năm á chiếm tới là 60% phần trăm cho nên với cái lực này là khiến cho nó bitcoin là cái lần mà giảm sâu về khi mà họ xả là nó rơi xuống còn khoảng là 29 000 mấy đây nhưng đây đây tất nhiên là cái cái lượng mà các bạn phải hình dung nha nhiều khi các bạn bị hiểu sai là các bạn tưởng tượng cái dãy tuổi này khi mà người ta spend lên đây là người ta xả trên sàn là các bạn hình dung vậy là chưa đúng tại vì cái ngày điệt á cái thời gian cho nó được tính từ khi mà giống như mình bỏ 10 bitcoin vào một cái ví của mình đi mình nằm im trong đó mình nằm im bấy nhiêu ngày thì nó sẽ tính bấy nhiêu ngày nhưng mà khi mà chỉ cần mình cử động mình chuyển cái tiền nó đi lên sàn thôi chưa biết mình bán hay không thì nó được tính là cái thời gian mà mình đã mà đã không còn ho nữa giống như là mình phá hủy đi cái thời gian ho đó của mình vậy đó thì đây là cái thời gian mà nó để cho đi cái tuổi thọ của cái động coi thôi chứ nó không mang ý nghĩa là người ta sẽ xả liền thời điểm này có thể là lúc này là nó bùm một phát là những nhà đầu tư á họ mất hết kiên nhẫn họ đem lên sàn thôi mà có thể là họ xả ở vùng giá đâu đó cái vùng khác cho nên chúng ta sẽ thấy cái xu hướng giảm chung nó về sau này đó những cái lượng coi này nó xả ra ngoài chứ chưa chắc là họ đã xả ngay cái thời điểm mà họ đem lên sàn thì có thể là họ xả ngay một phần và một phần họ giữ lại để họ chờ giá tốt hơn họ bán chẳng hạn như vậy giống như các bạn nắm một cái số lượng bitcoin nó khoảng mười mấy bit hay là vài chục bit đi khả năng là khi mà nó sụp mạnh về cái giá này các bạn thấy không còn thơm nữa khi các bạn buộc phải xả nhưng mà chắc gì các bạn đã xả hết một lúc có thể là các bạn sẽ chờ thêm giá nó ổn định một thời gian bắt đầu các bạn xả dần xả dần xả dần dẫn tới là nó giảm giá qua ngày này qua ngày khác hay là từ tháng này qua tháng khác đó cho nên chúng ta phải theo dõi kỹ nhiều hơn những cái số liệu này đó nhưng mà cái exchange inflow spend output a band này nó sẽ được tính theo phần trăm để các bạn dễ nhìn hơn các bạn nhìn nhận xem là từng độ tuổi nó sẽ có mức chênh lệch như thế nào và cái màu sắc ở đây thì nó cũng rõ ràng hơn nữa các bạn cho nên thông thường là sang sẽ vào đây sang xem trước để sang nhìn cái màu cho nó rõ các bạn ở đây nó tô màu nó rõ về những cái holder mà cho holder đó, những người hold lâu các bạn nhìn nó sẽ dễ nhìn hơn rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi đến là exchange inflow spend output value band này nó là gì ở trên là chúng ta a band đúng không ở dưới đây nó chỉ khác nhau chữ value thôi vậy thì value này nó là cái gì value là gì các bạn thì value này nó tượng trưng cho cái dãy cái dãy của bitcoin cái dãy nó theo cái số lượng bitcoin chứ không phải là theo tuổi nữa ở trên a band là nó theo cái tuổi cái tuổi đời của những holder còn dưới đây là value band là nó theo là cái số lượng bitcoin đó các bạn sẽ thấy được cái dãy đúng không giống như là khi mà nó dựng cái cột cao gì đi mình lấy cái ví dụ là cái cột này vào ngày 26 tháng 11 2020 đi thì các bạn thấy cái, cái dãy của Bitcoin ở đây là nó đi từ 0 tới 0,1 -0 rồi 0,01 tới 0,1 rồi thấy1 tới 1 sau đó là 100 tới 1.000 1.000 tới 10.000 và là trên 10.000 BTC thì các bạn sẽ thấy được cái số lượng từng tầng một giống như cái cột này ở ngày 26 tháng 11 năm 2020 này các bạn sẽ thấy là cái số lượng mà trên 10.000 BTC á, transaction á, mà chuyển về sàn á, trên 10.000 BTC nó tới 792 transaction lần đó cho nên khi mà cái số lượng cái cột này mà nó càng cao mà các bạn thấy cái số lượng mà BTC ở cái tầng bên dưới mà nó càng nhiều thì dẫn tới là cái biến động giá của thời gian tới thì nó sẽ có xu hướng là nó sẽ thay đổi nhiều đây bật lại on đi đây các bạn thấy là cái cột nè nguyên một cái cột cao ngút luôn sau đó là bitcoin nó đâm đầu luôn nè đâm đầu luôn nè các bạn là ở đây là cái số lượng mà trên 10.000 BTC nó tới 6.000 6.000 cái transaction như vậy khá lớn dẫn tới là khi mà có những cái lệnh uh, mà nó chuyển tiền dồn dập như vậy và nó không còn hâu nữa mà nó phá hủy ra mà nó chuyển tiền lên sàn như vậy đó, thì chúng ta nên cẩn thận về những biến biến động trong thị trường sắp tới đó thì exchange in flow span output value là nó vậy value nó khác với lại a là nó là cái dãy theo btc còn a ben nó là cái dãy theo tuổi rồi ok tiếp tục các bạn thì chúng ta sẽ đi tới tiếp theo là exchange in flow span output value ben này thì nó cũng giống ở trên thôi nhưng mà chẳng qua ở đây là nó đi theo cái tỷ lệ phần trăm cho nên dẫn tới là các bạn sẽ dễ xem cái tỷ lệ phần trăm của nó hơn như ví dụ ở đây là mình bấm on đi đó mình bấm lại một cái một cái vùng mà nó đậm vùng đậm ở đây đi đây thì các bạn để để chuột vào các bạn sẽ thấy được là cái tỷ lệ theo phần trăm ví dụ là cái số lượng mà cái lệnh chuyển vào mà nó hơn 10.000 BTC á nó lên tới 14% thì làm cái con số rất là cao hoặc là những cái lệnh mà từ 100 cho tới 1000 BTC ở đây nó chiếm tới 28% Ủa tỷ lệ một cái trọng số rất là cao đó Thì ở đây chúng ta nhìn theo phần trăm để chúng ta dễ hình dung thôi là những cái tầng BTC đó đang chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm Để chúng ta dễ nhìn hơn thôi Rồi chỉ số tiếp theo là Trend Supply Ratio này thì nó là cái gì Đây là một chỉ số cũng rất quan trọng nha các bạn Để các bạn có thể xem được Các bạn có thể xem được là cái sự ảnh hưởng giữa cái thằng sàn lại cái tỷ lệ supply của BTC á. Đây các bạn có thể đọc mô tả ở đây. Exchange supply ratio nó sẽ được tính bằng cách là nó lấy cái lượng mà exchange reserve nó chia cho total supply của Bitcoin. Exchange reserve thì ở video trước thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn rồi, nó chính là lượng dự trữ BTC trên sàn. Mà lượng dự trữ BTC ở trên sàn á mà nó nhiều thì chứng tỏ là cái lượng cung của BTC ở trên mà mua bán ở trên sàn mà nó càng sôi động thì dẫn tới là BTC nó càng có xu hướng mà nó dễ bị giảm giá hơn hoặc là dễ bị biến động nhiều hơn còn cái việc mà ở trên sàn mà cái lượng dự trữ càng ngày nó càng ít đi dẫn tới là nó giảm nhiều đi các bạn thì dẫn tới là cái việc mà người ta sẽ đi dần vào cái xu hướng mà người ta hon hoặc là cái tỷ lệ mà BTC sắp tới nó bị biến động nó sẽ thấp hơn giống như ở đây các bạn thấy nè ví dụ ở cái khu vực này là ngày 10 tháng 3 hay 22 đi là đâu đó là nó còn khoảng là 13 thôi mà hiện tại là total supply của BTC á, supply của BTC tất nhiên nó chỉ có 21 triệu thôi. Mà ở đây là exchange supply ratio này nó khoảng 13%, có nghĩa là cái lượng dự trữ trên sàn đâu đó nó khoảng là 2 triệu mấy BTC. Cho nên nó chiếm dụng khoảng là mười mấy phần trăm của total supply đó. Thì chỉ số này các bạn thấy nè, khi mà nó nó nhiều khi nào? Nó nhiều khi mà giá Bitcoin cao nè. Giá Bitcoin cao thì người ta mua bán trên sàn nó sôi động nó liên tục á, ta cứ trade trên đó hoặc là người ta sử dụng là phái sinh mặt kim future người ta giao dịch nhiều cho nên là các bạn thấy là cái thời có những thời điểm nó lên tới là phần uh, 14% hay là trước đó nữa trước đó thì cái tỷ lệ mà sàn á lượng dự trữ của nó lên tới là 16% so với total supply đó là nó nó nhiều mà nó nhiều như vậy thì việc mà ở trên đó nếu như những nhà đầu tư á, mà họ xả nhiều thì nó sẽ biến động lớn thì nó chiếm tới mười mấy phần trăm luôn mà còn về sao mà trên sàn giao dịch á các bạn thấy cái lượng dự trữ này nó càng thấp là chứng tỏ Bitcoin càng khan hiếm là có nghĩa người ta muốn mua Bitcoin là rất khó người ta mua Bitcoin hiện tại là à, đa phần là các bạn phải lên sẹo dịch mua đúng không mà cái lượng dự trữ trên sàn dịch nó quá thấp đi ví dụ nó còn khoảng hai ba phần trăm đi thì là nó quá khan hiếm là chúng ta muốn mua Bitcoin đó là rất là khó hầu như lên sàn kiếm Bitcoin mua là nó nó, nó không có đi. hoặc là giá nó rất là cao đó dẫn tới là nó càng khan hiếm là như vậy đó nếu như mà cái lượng dự trữ này nó càng giảm đó, còn nó càng tăng nhiều là chứng tỏ nhiều người muốn đem Bitcoin lên sàn bán cho nên cái lượng dự trữ Bitcoin trên sàn nó nhiều thì dẫn tin đến bitcoin nó đâu còn khan hiếm nữa thì giá nó sẽ có xu hướng là giảm nhiều hơn đó chúng ta phân tích số liệu dựa trên những yếu tố như vậy tiếp theo chúng ta sẽ đến cái chỉ số tiếp theo là miner supply ratio thì miner supply ratio nó là cái gì thấy miner ở đây chắc chắn là liên quan đến miner đúng không các bạn thì miner ở đây nó cũng là chỉ số đem so sánh với lại supply total supply đây Miner Supply Ratio được tính bằng cách là lấy Miner Reserve chia cho Total Supply của Bitcoin có nghĩa là cái lượng dự trữ BTC của toàn bộ miner trên mạng lưới á, là nó đang chiếm dụng khoảng bao nhiêu như các bạn thấy là cái thời điểm đây, thời điểm 2020 đây là cái lượng mà dự trữ Bitcoin của miner nó chiếm tới khoảng là 10% thì khi mà cái tỷ lệ mà miner Reserve này mà nó càng nhiều là có nghĩa là việc mà miner nó có thể ảnh hưởng đến giá Bitcoin là nó còn cao, nó còn cao các bạn cho nên là cái thời điểm mà khi mà dự trữ của miner nó vẫn còn nhiều vậy, dẫn tới là chúng ta phải quan tâm các cái chỉ số mà liên quan tới việc miner họ có xả hàng không hay là họ chốt lời Bitcoin ở vùng giá nào là chúng ta cần cực kỳ quan tâm. Bởi vì là miner họ đang có cái lượng reserve Bitcoin nó chiếm tới 10% luôn mà. 10% của total supply, dẫn tới biến động giá nó sẽ có. Nhưng mà dần thì họ cũng đang xả dần các bạn giống như là ở đây reserve chúng ta thấy là nó đang ở trên đây và nó giảm bụp một cái. Từ cái thời điểm mà Bitcoin là 27.000 đô mà nó giảm bập xuống cái là lượng dự trữ còn khoảng 9,8% thôi là nó sụp hết là à không phải mấy phần trăm rồi, chứng tỏ là họ đã xả bớt đi nhiều. Cái thời điểm là Bitcoin nó lúc nó lên lại hai mấy ba chục ngàn đây. Cái miner supply này nó giúp cho chúng ta có được cái số liệu để chúng ta biết khi nào là miner nó sẽ không còn ảnh hưởng nhiều đến giá của Bitcoin nữa. Giống như ở đây là mặc dù nó giảm xuống ở đây rồi nhưng mà lượng dự trữ của miner nó vẫn còn 9,7% là nó vẫn còn nhiều. Cho nên khi mà miner á mà cái lượng này nó càng giảm xuống dưới 3% thậm chí là dưới 2% thì càng tốt. Thì lúc này là sẽ cho thấy là cái việc xả hàng, xả Bitcoin của miner nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến giá của Bitcoin nữa. Đó cho nên là cái lượng mà reserve của miner này chúng ta vẫn cần quan tâm cho đến khi nào mà nó không còn ảnh hưởng được quá nhiều đến giá của Bitcoin nữa. Cho nên đây chỉ số mình thấy cũng rất là hay để chúng ta biết được tác động của miner nếu như mà họ đồng loạt mà xả Bitcoin ra thì nó sẽ gây biến động giá như thế nào Rồi ok, bây giờ chúng ta đi tới chỉ số cuối cùng là Bank Supply Ratio nó là cái gì Các bạn nhìn cái từ Bank là các bạn cũng biết rồi Bank Reserve của các ngân hàng là cái lượng dự trữ Bank Reserve này đó, nó chia cho Total Supply thì nó chiếm tổng số có nhiều không là cái lượng dự trữ Bitcoin của các cái ngân hàng á, nó tổng của những ngân hàng mà nó dùng Bitcoin để mà nó làm một cái loại tài sản đó thì cái lượng Reserve của tụi nó có nhiều không thì đây nó sẽ thống kê được cái chỉ số đó thì các bạn nhìn vào cái chu kỳ đây các bạn thấy là cái lượng reserve này với chỉ số này nó tăng mạnh khá mạnh khi mà Bitcoin nó lên tới ngưỡng là hơn 50.000 đô nhưng mà sau đó là nó giảm đi rất nhiều. Chứng tỏ là những cái ngân hàng này họ reserve BTC không lâu các bạn. Họ reserve BTC nó không được lâu. Nó chỉ trong cái thời gian ngắn thôi giống như ở đây là mình zoom lên đi thì tới thời điểm hiện tại là là nó không còn bao nhiêu các bạn hầu như là họ đã bán dần BTC ra ở những thời điểm khác rồi không còn giữ lại bao nhiêu nữa cho nên ở đây thống kê là cái lượng reserve nó chỉ còn khoảng là 0, không mấy thôi là nó khoảng 0, không không mấy phần trăm là hiện tại là các ngân hàng đa số là nó còn giữ khoảng vài ngàn BTC thôi khoảng 1-2 ngàn BTC thôi cho nên là cái lượng ban supply như vậy thì rõ ràng là nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều tới giá của Bitcoin cả nghĩa là cái lực xả của bên bang đó, nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều giá Bitcoin nữa bởi vì là cái lượng dự trữ của nó đâu còn nhiều nữa như vậy là Sang đã hướng dẫn qua cho các bạn toàn bộ những chỉ số trong phần Flow Indicator này cho nên các bạn cứ nhớ Flow Indicator nó đại diện cho việc là dòng chảy của Bitcoin nó đang chảy đâu nhiều đó nó đang chạy đi nơi nào và chúng ta dựa vào những yếu tố đó để chúng ta phân tích từng chỉ số màu để chúng ta đưa ra cái nhận định của mình về thị trường ở thời điểm hiện tại xem là chúng ta nên giữ bitcoin chúng ta nên hold trong thời gian lâu dài và hold trong bao lâu đó và là những chỉ số nào chúng ta phải cực kỳ quan tâm để chúng ta biết được là chúng ta có nên bán nó ra ở thời điểm đó hay không hay chúng ta sẽ hold tiếp chúng ta phải cực kỳ để ý những biến động của thị trường để chúng ta có cái nhìn nhận tốt hơn về giá trị của bitcoin trong thời gian tới video này là hết hẹn gặp lại các bạn ở tập sau chúng ta sẽ nói tiếp về cái chỉ số là Market Indicator này Các bạn thấy những cái chia sẻ của mình nó hay thú vị Thì các bạn hãy nhớ like, share và subscribe kênh của Sang để ủng hộ Sang nhé Cảm ơn các bạn